trên sông dài Uyên Hoa xăm bao cô nàng mỉm cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên người. Dòng sông xanh xanh lên nước mơ. Thuyền em trôi về bên mới. Bên yên lành suối mái trèo bơi. Bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá. Rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chợt màn dày đâu che khăn nịt. Đôi môi hồng mỉm cười chợ quê xưa thành phố mới. Rước em về con nước mừng vui. Rước em về cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi hò khoan hơi hò qua. Mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn. Chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi thuyền hoa cây trái nở hoa có em về trăng sáng đời ta. Sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn.
dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng. Nhà gái, nên có đơn đồng kiểu không sẽ chọn mời.
Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai ông, quan viên của thành giáo, ở đây gia đình, tôi đại diện cho hàng gái sẽ tập cùng chúng ta ba lần để nguyện nhau chỉ kết thân lại một cái là hai gia đình cho đến ngày hôm nay là vun tròn quả phúc cho hai cháu Linh và Diệp. Thế thì tôi đại diện cho họ nhà gái xin cảm ơn các ông các bà của họ nhà trai đã đi đến rất đúng giờ và đây là đồng ngoại của cháu Linh. Thế thì chúng ta xin mời các cô các ông các bà hơi đầu uống nước ta chờ giờ đẹp nhất thì chúng tôi cũng nhận lời đưa cháu lên dự lễ thành hôn ở trên nhà trai. Xin mời bạn trẻ nam nữ thanh niên của chúng tôi như thế này, chúng ta nên đăng ký và hát câu thích nhất của mình, các bạn tình yêu lên nữa, tình yêu đến lúc quê hương để mời thức tham gia cho các dân của chúng tôi. Xin mời các bạn về một nhà, khép đôi mi cùng bó sương.
đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt này sáng long lanh như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Như những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng từng xe dây gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Giờ đây chung trên mây ta cùng đón tương lai, ta cầm tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó dù mưa gió ta cùng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa là chia sẻ nắng lay. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau. Alo em ơi, anh đang lấy xe chuẩn bị ra về. Mười tới mười một sau lưng muốn kể về em ngày dài ghê. Công trường nắng gió bước bộn làm anh mỏi như cả đôi vai. Những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu. Bản tin thời sự và mixtape vẫn còn đang ngơ ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà. Cuối tuần vẫn bị hoa đỏ chẳng cùng em được chuyện gần xa. Đêm ngày lo viết câu hát về người ta thở hơi bao đầu. Đi diễn cho này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì như tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì như tối em thức muốn nhịn đói chưa cơm. Anh rất yêu em và con bài này anh xin viết tặng hai mẹ con giàu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ. Thì tuổi trẻ đem lại hạnh phúc cho mọi đứa đôi, và tạo hóa đã ban tặng cho người chúng ta rất nhiều những món quà ý nghĩa và thú vị. Và một trong những món quà ý nghĩa và thú vị đó, đó chính là tình yêu. Tình yêu đó là sự thăng hoa, sự hòa hợp, hai tính cách, hai tâm hồn, để rồi họ tìm thấy nhau, một tình yêu vô tư trong sáng hồn nhiên. Thưa quý vị, và thưa quý vị thân mến, hai bạn trẻ Phạm Linh và Thu Hiền, hai bạn cũng không thoát khỏi quy luật muôn đời tạo hóa ấy. Thưa quý vị thân mến, và giờ đây là giờ hàng đạo phát đạt quan viên họ nhà trai và phát đạt quan viên họ nhà gái chính thức chọn ngày tháng tốt để tổ chức đại lễ thành hôn dành cho chú rể Phạm Linh, sánh viên cùng cô dâu Thu Hiền. Thưa quý vị, và thưa quý vị thân mến, có lẽ rằng khoảnh khắc đầy yêu thương này, xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ tạm ngưng mọi thứ trong giây lát. Chúng ta sẽ cùng hướng tầm mắt của mình về trung tâm lâu đài tình yêu, cùng trở lại với sự hiện diện của hai nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của chúng ta muốn nhắc đến trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó là chú rể Phạm Linh, sinh viên cùng cô dâu Thu Hiền. Xin mời, và xin mời cô dâu và chú rể. Thưa quý vị thân mến, và sự hiện diện trên sân khấu chính lúc này đó là sự hiện diện của cô dâu và chú rể, hai nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của chúng ta. Họ đã điền đầy đủ trên những cánh thiệp hồng thông tin của hai bạn trẻ trên những cánh thiệp hồng và gửi đến tận tay quý vị. Và bởi lẽ đó mà ngày hôm nay toàn thể quý của đại gia đình chúng ta đã đang có mặt tại tư gia của chú rể để gửi lời chúc phúc dành cho cô dâu và chú rể. Và thưa quý vị thân mến, giây phút này xin mời chú rể Phạm Linh và cô dâu Thu Hiền sẽ được nghiêng mình cúi chào ra mắt toàn thể quý của đại gia đình. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, và giây phút tuyệt vời tiếp theo, chúng ta xin được trân trọng giới thiệu sự diện và tiến bước ra ngoài trung tâm sân khấu, đó là sự diện của hai bác trưởng đoàn. Một bác trưởng đoàn sẽ đại diện cho phát đạt quan viên họ nhà trai, và một bác trưởng đoàn sẽ đại diện cho phát đạt quan viên họ nhà gái. Có mong hai bác và cùng đồng hành với cô dâu và chú rể, đó là sự diện của hai bác trưởng đoàn. Và thưa quý vị thân mến, giây phút này xin được thay mặt chủ đề chương trình cũng như đỡ lời cho trung tâm tổ chức sự kiện là Thiền Thanh, xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn dành cho chú rể Phạm Linh, sánh duyên cùng cô dâu Thu Hiền chính thức được phép bắt đầu. Rất tuyệt vời thưa quý vị. Thưa quý vị thân mến, bởi hai nhà cùng chung một chữ đồng, chung con, chung của và chung lòng, mà có chung như vậy mới nên nghĩa vợ chồng hôm nay. Thưa quý vị thân mến, trong giờ phút trịnh trọng này, xin được kính chuyển vị trưởng đoàn phát đoàn quan viên họ nhà gái của chúng ta,
bác sẽ có đôi điều phát biểu chào dâu trước toàn thể quý vị. Và chúng ta sẽ dành cho bác một tràng pháo tay nồng nhiệt, thưa quý vị. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, kính thưa toàn bộ tất cả quan viên hai họ và bạn bè của gia đình và các cháu. Tôi được đại diện cho nhà gái đưa cháu về đây, đồng thời được gia đình họ nhà trai mời dự lễ thành hôn cho các cháu. Thế thì trước tiên là tôi xin có một lời chào và chúc các cụ, các ông, các bà sắp sửa ta đón Tết rồi, còn 2-3 tháng nữa thôi. Thế nên như vậy mà cái sức chân và hạnh phúc thì xin chúc mọi người một sức khỏe và hạnh phúc. Còn vào công việc chính thì nói thật sự báo cáo với các cụ, các ông, các bà, các cháu thì trẻ người non dạ, ít nhất thì gia đình biết nuôi lớn và vào tất cả ủy thác cho nhà trường giới thiệu, còn kinh nghiệm sống các cháu chưa có. Bây giờ lại trưởng thành, lấy chồng, xây dựng gia đình thì tiếp xúc tình những người, những mọi đối tượng là cũng mới. Nên vì vậy mà cũng xin gửi gắm cháu gái với các cụ, các ông, các bà dạy dỗ thêm và làm sao cho các cháu vun tròn hạnh phúc. Thế tôi có lời như thế. Rất tuyệt vời thưa quý vị. Và đó là lời phát biểu đến từ vị trưởng đoàn rất là quan viên ở nhà gái của chúng ta, thưa quý vị. Và tâm tư của bác muốn nói rằng Thu Huyền có lớn nhưng còn khơ dại, từ hôm nay gửi lại hai ông bà, hai gia đình kết chặt tình thông gia, mà tình thông gia hai nhà như một, vun trồng hạnh phúc nở hoa bốn mùa. Và thưa quý vị thân mến, thật đúng quả là à ơi tiếng mẹ ru hời, cho con cuộc sống vào đời hôm nay, chầu con càng đậm càng xanh, đỏ môi hai họ vui chung một nhà. Mà người xưa còn có nói rằng thông gia như ruộng nền bờ, bên mong đợi rể, bên chờ đón dâu. Thưa quý vị, để đáp từ cho những ý kiến vị trưởng đoàn phát hạ quan viên họ nhà gái của chúng ta, ngay sau đây chúng ta sẽ xin được trân trọng giới thiệu ý kiến phát biểu đến từ vị trưởng đoàn phát hạ quan viên họ nhà trai, sẽ có đầy điều phát biểu trước toàn thể quý vị. Và chúng ta sẽ dành cho bác một tràng pháo tay nồng nhiệt thật lớn đấy ạ. Xin kính thưa tất cả các cụ, quan viên, tất cả quan viên hai họ và anh chị em bạn bè của các cháu. Hôm nay là ngày cuối cùng, tức là qua bao nhiêu thời gian để làm đúng thủ tục mà các cụ để lại cho chúng ta, đến hôm nay là ngày cuối cùng rồi, là ngày trọn vẹn cho cuộc hôn nhân của hai cháu. Thì thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các cụ công, các bà và các anh chị bạn bè của cháu có một sức khỏe và vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và cảm ơn. Vâng ạ, rất tuyệt vời thưa quý vị. Và thưa quý vị thân mến, thật đúng là nhận được sơ huyền dễ thảo, vui mừng phấn khởi bậc tiền kém xa mà hôm nay quan viên ai họ nhà ta trao dâu nhận rể thật không vui. Và ngay sau đây con xin mời hai bác trưởng đoàn, con xin mời hai bác sẽ dành cho nhau cái bắt tay gắn chặt tình thông gia bằng một tràng pháo tay của cả nhà mình ạ. Xin mời, con xin cảm ơn hai bác trưởng đoàn ạ. Con xin cảm ơn hai ông và xin mời hai ông sẽ được di chuyển về hàng ghế danh dự của mình. Và ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể, xin mời hai em sẽ di chuyển vào trong tư thái chính của chú rể Phạm Ninh, cùng trở lại với kiến thức thắp đèn nương thơm bái nhất tổ đường. Điểm nhấn tiếp theo và ngay sau đây xin mời đại gia đình nhà mình, chúng ta sẽ được hướng tầm mắt của mình về trung tâm lâu đài tình yêu, cùng trở lại với giây phút lịch sử nhất, trọng đại nhất dành cho dâu và chú rể. Đó là chú rể Phạm Linh sẽ trao kỷ vật
tình yêu thiêng liêng của mình dành cho cô dâu Thu Hiền. Và cô dâu Thu Hiền sẽ trao trách nhiệm tình yêu thứ hai của mình trao cho chú rể. Và xin mời cô dâu khẽ để bó hoa xuống bàn ạ. Đúng vậy. Anh em chị ơi, bây giờ phải làm hoạn tất cả là vui luôn đi cho nó. Thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây xin mời chú rể ạ, em mở khóa tình yêu đi ạ. Vâng, anh cứ bình tĩnh ạ, bình tĩnh. Vâng, anh mở ra đi ạ, anh mở ra cho đi ạ. Vâng, thưa quý vị thân mến, và xin mời nhấp ảnh ra. Thưa quý vị thân mến và toàn thể quý của đại gia đình chúng ta đã đang được chiêm ngưỡng cặp nhẫn cưới to nhất của Việt Nam. Vâng, thưa với cả nhà mình là em đang cầm, em đang cân đấy ạ. Vâng, em ước chừng tầm khoảng 3,2 hay 3,7 gì đấy, đúng không chú thể Ninh ạ? Và thưa quý vị thân mến, và một chiếc nhẫn nó tượng trưng cho người chồng trung thủy, và một chiếc nhẫn nó tượng trưng cho người vợ đảm đang. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trở lại với giây phút lịch sử dành cho cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây xin mời chú rể, và xin mời hai em sẽ được quay vào nhau một góc rất là tự nhiên. Và thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây màn đeo nhẫn tình yêu xin phép được bắt đầu, xin mời. Thưa quý vị thân mến, chiếc nhẫn có biểu tượng hình tròn tượng trưng cho tình yêu của chú rể Phạm Ninh và cô dâu Thu Hiền, không có điểm đầu và không điểm kết thúc, một sự thăng hoa lãng mạn tình yêu đôi nữa, rất rất tuyệt vời thưa quý vị. Và ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể ạ, đan xem vào nhau đi ạ, hình trái tim đi ạ, xin mời hai bạn đan xem vào nhau hình trái tim đi ạ. Vâng ạ, minh chứng cho tình yêu bền chặt bằng một tràng pháo tay của cả nhà mình, xin mời. Rất tuyệt vời thưa quý vị. Thưa quý vị thân mến, có lẽ rằng khoảnh khắc tuyệt vời tiếp theo, có lẽ rằng chúng ta mong muốn chú rể Phạm Ninh của chúng ta sẽ trao cho cô dâu Thu Hiền một nụ hôn thật say đắm cho ngày đại lễ tình hôn, được không ạ? Được không ạ? Em muốn cả nhà mình hét to lên, được không ạ? Được không ạ? Rất tuyệt vời. Thưa quý vị thân mến, có lẽ rằng phải như này ạ. Mỗi khi nhắc đến từ hôn, em cảm giác rằng chú rể Phạm Ninh nhà chúng em ấy có cảm giác hơi run, đúng không ạ? Anh hồi hộp quá, đúng không ạ? Thưa quý vị thân mến, và trước khi đến với nụ hôn này, để giảm cái hồi hộp dành cho chú rể, giây phút này cho phép tôi là xin được thay lời cho nhà chương trình xin được hỏi chú rể Phạm Ninh, là thưa chú rể Phạm Ninh thân mến, trong quá trình hai bạn yêu nhau, đã bao giờ chú rể Phạm Ninh đã hôn cô dâu Thu Hiền chưa? Đã bao giờ hôn chưa? Vâng ạ, xin cả nhà đừng nhắc ạ, đừng ném bài vào vòng thi ạ. Và xin mời chú rể. Dạ chưa. Chúng ta sẽ dành cho cô dâu chú rể mặc một tràng pháo tay nồng nhiệt ạ. Thưa quý vị thân mến, đó là lời chia sẻ chân thành của chú rể đã chia sẻ với quý vị. Và câu hỏi thứ hai em muốn hỏi chú rể là, thưa chú rể Phạm Ninh thân mến, anh mất bao nhiêu khoảng thời gian để chinh phục được cô dâu Thu Hiền? Nửa năm ạ. Anh nói là nửa năm, thưa quý vị. Chúng ta sẽ vỗ tay nữa không ạ? Và xin mời ạ. Thưa quý vị thân mến, lúc này thì cho phép tôi là xin được hỏi cô dâu Thu Hiền, bởi có lẽ rằng chúng ta đã nhìn thấy một nụ cười rất tươi trên đôi môi của cô dâu. Và xin hỏi cô dâu như này ạ, là hiện tại và ngay bây giờ chú rể Phạm Linh nhà chúng em nặng bao nhiêu kg ạ? 6. Dạ, chúng ta sẽ cổ vũ cho cô dâu được không ạ? Thế ạ? Thưa quý vị thân mến, và có lẽ rằng câu hỏi này chúng ta sẽ bỏ qua được không ạ? Và ngay sau đây, không để mất thời gian của cô dâu và chú rể nữa, và ngay sau đây xin mời hai bạn sẽ quay vào nhau một góc rất là tự nhiên ạ. Và lúc này hai bạn khẽ bỏ bàn tay ra, đã khẽ ra đi ạ. Chúng ta sẽ có thông điệp như này ạ. Đó là khi tôi đến một, nhiệm vụ của chú rể sẽ để hai bàn tay của mình lên bờ eo của cô dâu, được không ạ? Và khi tôi đến hai, nhiệm vụ của cô dâu là để hai bàn tay lên bờ vai vững chắc của chú rể, được không ạ? Và khi tôi đến ba, chú rể nghe kỹ ạ, khi tôi đến ba, nhiệm vụ của chú rể sẽ đó là môi chạm môi, được không ạ? Và cái lý do đặc biệt trong chương trình đại lễ thành hôn, bởi có lẽ chú rể đã tâm sự là trong quá trình yêu, chú rể chưa trao tặng cho cô dâu nụ hôn nào, thì trong ngày vui, ngày phúc dành cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay, như là chương trình muốn dành cho cô dâu và chú rể một nụ hôn kéo dài đến 10 giây, được không chú rể? 1 phút anh ơi, 1 phút. Dạ được ạ. Chúng ta sẽ dành cho cô dâu và chú rể một tràng pháo tay nồng nhiệt ạ. Thế thì chúng ta thống nhất đây này ạ. Khi tôi đến 1,
2 và 3 thì bắt đầu môi chạm môi được không ạ? Và khi tôi đếm từ 1 đến 10, môi sẽ nhả môi được không ạ? Và ngay sau đây ạ, xin mời. Và, xin mời ạ, và chúng ta sẽ cùng đồng hành ạ. 1, 2 bàn tay của cô dâu và chú rể. Và rất là nhanh rồi đấy ạ. 2, khoảng cách rất ngắn đi ạ, rất tuyệt vời thưa quý vị. Chúng ta sẽ cùng đồng hành ạ. 3, lùa xin phép được bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Còn nông ấy 10 ạ. 10. Một chào bắt tay của cả nhà mình ạ. Rất tuyệt vời thưa quý vị. À thưa quý vị thân mến, trên sân khấu lúc này, những người chương trình đã chuẩn bị cho đôi tân nang và tân gia nhân. Bên tay trái đó là tháp bánh tình yêu thể hiện hương vị cuộc sống tình yêu đôi bạn trẻ. Và bên tay phải đó là tháp đi tình yêu thể hiện sự hăng say ngọt ngào tình yêu đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trở lại với nghi thức cắt bánh tình yêu và rót rượu tình yêu. Và ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể, xin mời hai em sẽ trở lại tiệc bánh trước ạ. Xin mời. Vâng ạ. Xin mời cô dâu và chú rể. Chú rể sẽ hỗ trợ cho cô dâu xuống được dưới sân khấu ạ. Và ngay sau đây xin mời hai em sẽ tay trong tay cắt nên những chiếc bánh tình yêu. Và thưa quý vị, và ngay sau đây màn cắt bánh tình yêu xin phép được bắt đầu. Thưa quý vị, thưa quý vị thân mến, chiếc bánh ngọt ngào đầu tiên chúng con muốn dành cho cha. Cha nở bờ ánh thái dương luôn luôn soi đường chỉ lối cho chúng con mỗi ngày. Và chiếc bánh ngọt ngào thứ hai chúng con muốn dành cho mẹ. Mẹ là bài hát thần tiên, mẹ là dòng suối ngọt ngào rất tuyệt vời thưa quý vị. Và chiếc bánh ngọt ngào thứ ba là chiếc bánh của hai ta. Hai ta phải sống làm sao cho 100 năm hạnh phúc, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Một tràng pháo tay của cả nhà mình ạ. Xin mời. Cảm ơn cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây xin mời hai bạn sẽ được cả trở lại với tiệc rượu ạ. Xin mời. Xin mời chú rể. Và ngay sau đây xin mời chú rể, bạn sẽ cầm chai rượu tình yêu lên ạ. Và chú rể sẽ, và cứ bình tĩnh ạ, anh nghe nhất thiết phải nghe theo lời em ạ. Ngay sau đây xin mời chú rể bóc tem, bóc cái giấy bằng vàng đấy ạ. Vâng ạ. Thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây xin mời chú rể, anh ấy dùng cánh tay đắc lực của mình sốc mạnh lên nào. Mạnh nữa lên đi ạ. Càng mạnh sức mạnh nổ càng to. Vâng ạ, và ngay sau đây xin mời anh lưu ý ạ, cẩn thận bắn vào đèn của em đã. Và ngay sau đây xin mời chú rể sẽ lít thở bóp cỏ. Xin mời ạ. Khoảnh khắc rất là tuyệt vời và yêu thương thưa quý vị. Cẩn thận đấy ạ. Bây giờ ạ, được rồi ạ, anh dùng anh xoáy ra 1-2 gen cho em. Một tràng pháo tay của cả nhà mình rất tuyệt vời, xin mời. Đây, xin mời cô dâu ạ, xin mời cô dâu ạ, xin mời hai em sẽ tay trong tay rót lên thắm đi tình yêu ạ. Và thưa quý vị thân mến, là cái sau đây màn rót rượu tình yêu xin phép được bắt đầu, xin mời. Thưa quý vị thân mến, thật đúng quả là trong khúc sông đổ dồn về một bên. Anh chẳng yêu nàng anh đến chi đây, đến với đây không dây mà buộc. Anh và em chưa trước say sau đây, anh và em tay chung tay cùng rót nên chén rượu đào. Hãy rót đi em rót cho nhớ thương đầy vơi, và hãy rót đi em rót cho nhớ thương vơi đầy. Nguyện ảnh thật tuyệt vời, đôi tân nam và tư gia nhân đánh tay chung tay rót nên những ly rượu tình yêu. Và xin cảm ơn cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây xin mời hai bạn sẽ được trở lại với chai rượu tình yêu thứ hai. Và với chai rượu tình yêu thứ hai này, cô dâu và chú rể sẽ rót một nửa già chai lên tháp ly. Nửa lon chai sẽ được ở cạnh hai chiếc ly đấy ạ. Tháp ly chai. Xin mời chú rể ạ. Rất là hồi hộp thưa quý vị. Dạ, sắp rồi ạ. Một tràng pháo tay của cả nhà mình, xin mời. Xin mời cô dâu và chú rể, xin mời hai em sẽ được tay chung tay rót lên thăm ly tình yêu ạ. Rót lên thăm ly tình yêu trước ạ. Rất tuyệt vời thưa quý vị. Và những tràng pháo tay của cả nhà mình đâu hết rồi ạ. Xin mời. Rồi, nhiều hết thừa tinh đấy ạ.
Vẫn đã đấy ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu và chú rể. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đã mà nhìn thấy sự hiện diện cô dâu và chú rể đang tay trong tay rất nhiều những các ly tình yêu. Và rất là tuyệt vời thưa quý vị. Và ngay sau đây ạ, xin mời cô dâu và chú rể, xin mời hai em sẽ được rót lên hai chiếc ly bên cạnh thăm ly đấy ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu và chú rể sẽ rót hết chai rượu lên thăm ly đi ạ. Những men say của tình yêu đã được lan tỏa trong mừng cưới của chúng ta thưa quý vị. Và chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy những nụ cười ngập tràn hạnh phúc trên đôi môi của cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây xin mời cô dâu, xin mời cô dâu Thu Huyền sẽ được di chuyển đến trung tâm lâu đài tình yêu trước ạ. Xin mời. Và ngay sau đây xin mời chú rể sẽ được cầm hai ly tình yêu của hai bạn ạ. Thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây xin mời tới quý các đại gia đình chúng ta được bên dưới chúng ta cùng chính thức được lâm những chén trà đồng ấm để chúc phúc dành cho cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây ạ, chúng ta sẽ có thông điệp như này ạ. Dạ có bình tĩnh ạ. Chúng ta sẽ có thông điệp như này ạ. Đó là 23 xô và 23 chúc mừng hạnh phúc. Và ngay sau đó cô dâu và chú rể sẽ được uống đi rượu ra môi đúng không ạ. Và thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể chuẩn bị vào tư thế đi ạ. Hai em quay vào nhau đi ạ. Hai cánh tay cầm ly rượu được khoanh với nhau đi ạ. Rồi ạ, và ngay sau đây ạ, chúng ta sẽ cùng đồng hành được không ạ? 23 xô. Thể Phạm Ninh sánh diện của cô dâu Thu Hiền đã được thành công đến 99%. Và ngay lúc này, một lần nữa xin được thay mặt chương trình cũng như cô dâu và chú rể sẽ được một lần nữa được nghiêng mình cúi chào cảm ơn sự hiện diện quý của đại gia đình. Xin mời cô dâu bà chú rể, xin mời. Và thưa quý vị thân mến, và giây phút tuyệt vời tiếp theo, chúng ta sẽ một lần nữa được quay trở lại với sự hiện diện của hai bác đại diện phát đạo quan viên ở nhà trai và phát đạo quan viên ở nhà gái trên trung tâm lâu đài sân khấu. Và bác đại diện cho phát đạo quan viên ở nhà gái, bác sẽ có ý kiến, xin dành cảm ơn và xin phép ra về. Xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý của đại gia đình. Và có xin được trân trọng kính mời một lần nữa trở ra trung tâm lâu đài tình yêu, đó là sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn. Con xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn ạ. Kính thưa các cụ, kính thưa hai họ, kính thưa toàn bộ khách quan của hai nhà. Hôm nay được sự nhân thể chúng tôi đưa dâu về đây, lại được dự một buổi tổ chức hôn lễ cho hai cháu rất lịch sự và long trọng. Chúng tôi xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, gọi nhà trai đến giờ phút người ta bảo vui mừng, mấy cái chặng nữa cũng có giới hạn thôi. Thế đây là chúng tôi xin phép xin chào các cụ, các ông, các bà, gọi nhà gái chúng tôi xin rút quân ạ. Thế trước kia rút quân chúng tôi xin chúc các cụ, các ông, các bà gặt hái được nhiều hạnh phúc và bình an, sức khỏe tốt. Vâng, xin kính chào tất cả các cụ công, các bà và anh em bạn bè của các cháu. Thời cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải chia đi, cũng phải lúc phải chia tay. Thay mặt gia đình cho họ nhà trai, chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người trong buổi hội hôn của hai cháu hôm nay. Xin kính chào và tạm biệt. Chúc mọi người mạnh khỏe và hạnh phúc. Và thưa quý vị, và như vậy là những lời phát biểu đến từ hai bác trưởng đoàn đã chính thức khép lại chương trình đàn lễ thành hôn dành cho dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Con xin cảm ơn hai bác trưởng đoàn ạ. Xin cảm ơn cô dâu và chú rể. Xin mời hai bạn sẽ được tiến ra ngoài cổng hoa để tiếp đón lời quyền đoàn đại biểu cấp cao. Dấu yêu anh tặng người, một nụ hôn anh khát khao bao nhiêu ngày tháng, và anh giữ nắng ấm, anh giữ những cơn mưa,
để hoa mãi mãi thắm xanh với tình anh. Một cuộc đời hiến dâng cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm. Và anh giữ gió rét không để gió bay qua, sợ lạnh em thức giấc bởi anh quá yêu người. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé. Người không vui anh sẽ mang thiên đường chốn vui. Người không vui thiên đường cũng không vui. Người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé. Vì yêu em anh hai sao trên trời mang về. Chỉ cho em vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Một cuộc đời dâng cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm. Và anh giữ gió rét không để gió bay qua, sợ lạnh em thức giấc bởi anh quá yêu người. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé. Người không vui anh sẽ mang thiên đường chốn vui. Người không vui thiên đường cũng không vui. Người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé. Vì yêu em anh hai sao trên trời mang về. Vì yêu em cuộc đời chỉ cho em. Vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé. Người không vui anh sẽ mang thiên đường chốn vui. Người không vui thiên đường cũng không vui. Người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy đến